Chào mừng các em đến với tiết học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay vẫn là chủ đề 6, ứng dụng trang trí chữ. Và bài hôm nay chúng ta học chính là vẽ tranh cổ động. Cũng còn gồm có các mục quan sát nhận xét, cách vẽ, thực hành. Ở phần quan sát nhận xét, cô mời các em cùng tham khảo một số những cái tranh cổ động mà cô đã sưu tầm. Đây là những dạng tranh cổ động thì mấy em thấy là tranh cổ động là tranh ví dụ như là tuyên truyền về việc giữ gìn nguồn nước nè, rồi hình ảnh đơn giản nè, dễ hiểu, chữ ngắn gọn, hoặc là tiếp theo là cùng nhau ngăn chặn dịch Covid-19, hiểm họa của dịch bệnh toàn cầu. Và hình ảnh lá phổi chính là gì? Một trong những cái tiêu biểu nhất của con Covid khi mà nó xâm nhập vào cơ thể và làm cho cơ thể con người suy yếu thông qua hình ảnh hệ hô hấp. Và tiêu biểu đó chính là lá phổi của chúng ta. Và hình thứ ba chính là việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid bằng hình thức chúng ta hãy rửa tay thường xuyên đúng cách với xà phòng và nước sạch. Đó, hình ảnh đơn giản nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cái mục đích tuyên truyền. Tiếp theo chúng ta cùng tham khảo về tranh tuyên truyền ma túy. Ma túy là hiểm họa của mọi người mọi nhà và nó đã ăn mòn sự sống. Thì những cái câu này chúng ta tùy theo ý thức mà chúng ta sẽ lựa chọn câu ngắn gọn nhưng mà xúc tích dễ hiểu, mang mục đích tuyên truyền. Là bài trừ những tệ nạn xã hội như là cờ bạc nè, rượu chè nè, ma túy nè. Đó, đây là những cái tệ nạn xã hội. Hoặc là bạo lực trong gia đình hoặc trong nhà trường. Đừng vung tay mà hãy nắm tay. Đây là hình ảnh đơn giản nhưng mà chúng ta thấy được là gì? Rất là ý nghĩa và mang cái thông điệp tuyên truyền về việc bạo lực đối với trẻ em. Hoặc là tuyên truyền những cái chủ trương của nhà nước, ví dụ như là cổ động về việc bầu cử nè, hoặc là hưởng ứng ngày dân số thế giới, duy trì mức sinh thấp hay hợp lý là trách nhiệm của chúng ta, hoặc là mỗi gia đình chỉ nên có một hoặc hai con, hoặc là tuyên truyền cổ động về ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hoặc là tranh cổ động cũng là một dạng tranh áp phích quảng cáo, cho nên chúng ta vẫn có thể là trang trí quảng cáo cho sản phẩm nào mà chúng ta yêu thích cũng được. Ví dụ như ở đây là hình ảnh của cột gọi là giới thiệu sản phẩm của Coca-Cola nhằm vào mục đích quảng cáo. Là tiếp theo sẽ là hình ảnh về bánh mì Stab với cái tên là gì, năng động cùng cuộc sống. Rồi hoặc là kế bên đó là hình ảnh về giới thiệu về sushi, một trong những cái món ăn tiêu biểu của người Nhật. Đó, chỉ hai đôi đũa, hai chiếc đũa trên dưới ha, và những cái sushi được xếp đặt để thấy được là sự phong phú của món ăn. Tiếp theo sẽ là phần quảng cáo về dầu gội của nữ nè, với cái tên với những cái dòng chữ là tóc nhẹ mềm không bết dính. Hoặc là dành cho nam thì chúng ta thấy là cách sử dụng màu sắc và chữ nhìn nó mạnh mẽ hơn, đậm đà hơn, chắc chắn hơn. Quảng cáo bột giặt Omo, công nghệ giặt xanh, hoặc là xốp nước hoa công nghệ tinh chế hương thơm từ Pháp. Đó là những cái hình ảnh mà tiêu biểu để có thể quảng cáo lên một cái sản phẩm. Thì qua phần quan sát nhận xét, chúng ta cho cô biết tranh cổ động là gì, hoặc là nói nôm na đó là khái niệm tranh cổ động. Rồi tranh cổ động thường đặt ở nơi đâu mà em biết?
kích thước của tranh cổ động như thế nào. Các em hãy trả lời và sẽ tự ghi vào trong tập của mình. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm tranh cổ động. Thì nãy giờ chúng ta đã quan sát tranh cổ động là dạng tranh tuyên truyền và quảng cáo. Vậy thì các em hãy cho cô biết đặc điểm tranh cổ động. Nhận xét về bố cục, hình ảnh, màu sắc của tranh cổ động như thế nào. Thì ở phần này chúng ta cũng sẽ tự ghi vào trong tập của mình. Hướng dẫn cách vẽ. Thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung mà chúng ta muốn vẽ. Ví dụ chọn tranh quảng cáo, có thể là chọn hình thức tuyên truyền cổ động về dịch Covid chẳng hạn, một trong những cái vấn đề nóng ở xã hội chúng ta ngày hôm nay. Ví dụ như là cô chọn chủ đề của cô là giờ trái đất và mảng chữ. Cô tìm mảng chữ và hình minh họa, sau đó vẽ phác và vẽ hoàn chỉnh lại bằng nét chi tiết. Thì chúng ta lưu ý là trong tranh cổ động thì nó sẽ vừa có phần hình và phần chữ, nên chúng ta phải phác mảng hình và chữ sao cho phù hợp, đừng để chữ to quá mà hình nhỏ, hoặc là chữ nhỏ hình to. Quan trọng là gì? Chúng ta truyền, gọi là tuyên truyền được những cái thông điệp để giúp người dân hoặc là mọi người nhìn thấy là hiểu ngay chúng ta muốn tuyên truyền về vấn đề gì, hoặc là quảng cáo một cái sản phẩm nào. Và cuối cùng là chúng ta lựa chọn màu sắc để thể hiện. Phần thực hành, vẽ tranh cổ động theo chủ đề tự chọn. Các em có thể chọn hình thức quảng cáo, hoặc cũng có thể là chọn theo hình thức tuyên truyền cũng được. Và các em tham khảo một số những cái tranh cổ động mà cô đã sưu tầm được từ các bạn học sinh về tuyên truyền về khói thuốc lá nè, về đó, ngay cả học sinh cũng tuyên truyền về khói thuốc lá để làm nhằm giữ cho môi trường xanh và vì thế hệ tương lai, hoặc là vì trái đất trong lành thì chúng ta phải bỏ rác đúng nơi quy định, hoặc là tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền, hoặc là bảo vệ mầm xanh của đất nước bằng hình thức trồng cây, gây rừng, là hướng tới xã hội không thuốc lá. Đó, với chủ đề là thuốc lá mà chúng ta thấy là gì, có rất là nhiều những cái tranh cổ động tuyên truyền về thuốc lá. Phần hướng dẫn về nhà yêu cầu các bạn chúng ta hoàn thành bài ghi, chuẩn bị bài sau, đó là bài trang trí lều trại. Dụng cụ của chúng ta vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, giấy A4 hoặc giấy tập, bút chì. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em ở tiết sau.